Hoàng Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé.
bao ngày thì nay đã cắt mó mày anh em ạ. Cứ theo đuổi từ năm ngoái đến bây giờ, cứ ối rồi ôi luôn. Mồi tơ nay lập công anh em nhá. Hôm nay ngày 26 tháng 2. Lần đầu thì cứ phải bắt con mồi trước anh em ạ. Lần đầu nó đụng bổ như này ấy. Đằng sau nó mới sung được. Còn có khi mình cầm vào nó lại hãi đấy. Về không có tiếng gáy anh em ạ. Sáng ra thì nó gáy đối ở dưới kia nha. Ôi bình tĩnh thôi anh em ạ. Mắc giò này thì có táng đằng trời. Kèo quá nhanh anh em ạ. Gà non mà hang thật. Đuôi kiếm cũng tương đối là dài rồi. Con này chắc mới lên thôi. Gà mùa này ấy. Đây anh em. Cửa đây. Ôi clip của Hoàng Thắng quay đến đây nó cũng khá là dài rồi. Thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết clip bẫy gà rừng miền Bắc của mình. Anh em xem clip đến đây thấy clip của mình hay, nhớ để lại một like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình, để xem những clip mới của Hoàng Thắng chia sẻ lên kênh cho em xem giải trí nhá. Thì cuối cùng thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip sau. Anh em nhớ comment chúc mừng mình ở bên dưới clip này nhá. Thôi bye bye anh em.